bạn có 2 sợi dây cháy. Mỗi sợi dây sẽ cháy hết trong đúng 1 giờ. Nhưng thành phần của mỗi sợi dây là không đồng nhất, nên có đoạn cháy nhanh, có đoạn cháy chậm. Bạn có biết làm thế nào chỉ dùng các sợi dây và bật lửa đo được các khoảng thời gian đúng là A. 30 phút và B là 45 phút? Để đo được khoảng thời gian là 30 phút, chúng ta sẽ làm như sau. Đốt một sợi dây ở cả hai đầu. Vì mỗi sợi dây cháy hết trong đúng 1 giờ, nên khi đốt ở cả hai đầu thì sợi dây đó cháy hết trong vòng đúng 30 phút. Với trường hợp 2, để đo được 45 phút, cô Hiền hướng dẫn các bạn làm như sau. Chúng ta sẽ đốt cả hai sợi dây. Sợi dây thứ nhất đốt ở cả hai đầu và sợi dây thứ hai chúng ta chỉ đốt ở một đầu. Khi sợi dây thứ nhất cháy hết, tức là chúng ta đã đo được khoảng thời gian là 30 phút và sợi dây thứ hai còn đang cháy dở. Ta thấy 45 phút chính bằng 30 phút cộng thêm 15 phút. Vậy làm thế nào để đo được 15 phút bằng sợi dây thứ hai đang cháy dở? Các bạn hãy tìm phương án và comment cho cô biết ý kiến của mình nhé. Đừng quên subscribe và mở chuông để nhận được những video clip tiếp theo.